Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Theo cáo trạng truy tố của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, khi bắt giữ cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng Đỗ Hữu Ca vào tháng 2 năm 2023, cơ quan điều tra khám xét khẩn cấp chỗ ở của ông Đỗ Hữu Ca tại hai địa chỉ gồm số 24 trên 18 d Lê Hồng Phong, tổ dân phố Kiều Sơn, phường đằng lâm quận hải an thành phố hải phòng và thôn trại trên đồng phản xã kinh giang thủy nguyên thành phố hải phòng ngoài ra công an tỉnh quảng ninh tiếp tục xác minh làm rõ việc không thực hiện kê khai đóng thuế thu nhập cá nhân từ các hoạt động đầu tư kinh doanh dự án bất động sản khi bắt giữ khẩn cấp bị can đỗ hữu ca công an tạm giữ nhiều đồ vật tài sản là tiền đồng tiền ngoại tệ các trang sức kim loại màu vàng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất mang tên ông Đỗ Hữu Ca cùng vợ là bà Vũ Thị Lộc và các cá nhân khác, sổ tiết kiệm mang tên bà Vũ Thị Lộc và các cá nhân khác. Về nguồn gốc tài sản, ông Đỗ Hữu Ca và bà Vũ Thị Lộc sinh năm 1958 khai, số đồ vật tài sản này có được thông qua việc tiết kiệm từ lương trong quá trình công tác trong lực lượng công an, bố mẹ để lại quà lễ Tết của các đơn vị và từ việc kinh doanh dự án bất động sản của cá nhân ông Ca và bà Lộc. Tuy nhiên, nguồn thu từ các hoạt động kinh doanh bất động sản trên không được ông Ca và bà Lộc kê khai thuế thu nhập cá nhân với cơ quan thuế. Cơ quan điều tra xác định mặc dù những tài sản trên không liên quan đến hành vi phạm tội của ông Đỗ Hữu Ca và các bị can trong vụ án, tuy nhiên, việc vợ chồng ông Ca không thực hiện kê khai đóng thuế thu nhập cá nhân về các hoạt động đầu tư kinh doanh dự án bất động sản liên quan đến những tài sản trên cần được tiếp tục xác minh làm rõ. Ngày 24 tháng 11 năm 2023, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Quảng Ninh đã tách hành vi không kê khai nộp thuế thu nhập của ông Đỗ Hữu Ca, bà Vũ Thị Lộc và toàn bộ đồ vật tài sản tạm giữ khi khám xét khẩn cấp chỗ ở của bị can Đỗ Hữu Ca để kiểm tra xác minh xem xét xử lý sau. Theo nguồn tin cho biết, quá trình khám xét khẩn cấp nơi ở của bị can Đỗ Hữu Ca, lực lượng chức năng đã tạm giữ trên 40 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ông Đỗ Hữu Ca bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến cáo buộc nhận 35 tỷ đồng để giúp trùm mua bán hóa đơn Trương Xuân Đức sinh năm 1971, quê Hải Phòng, chạy án. Tuy nhiên, ông ca khai rằng thời điểm đó bản thân đã nghỉ hưu nhiều năm, các mối quan hệ không còn nhiều, không còn khả năng chạy tội cho Đức và cũng không tác động sử dụng số tiền 35 tỷ đồng để chạy tội cho Đức. Cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng cũng không thừa nhận việc nhận tiền để chạy tội cho Đức, mà số tiền này do Đức và Ngọc Anh chủ động mang đến để vào trong phòng khách và phòng ngủ tầng 1 của ông ca ông Đỗ Hữu Ca chủ động nộp lại số tiền 35 tỷ đồng đã nhận từ vợ chồng Trương Xuân Đức. Vừa qua, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố ông Đỗ Hữu Ca, cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng, liên quan vụ lừa chạy án chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng, đồng thời chuyển tòa án nhân dân cung cấp để xét xử vụ án. Cùng bị truy tố với ông Đỗ Hữu Ca, có vợ chồng chùm mua bán hóa đơn trái phép là Trương Xuân Đức, Nguyễn Thị Ngọc Anh cùng 10 đồng phạm khác các bị can bị truy tố về các tội mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, đưa hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhận hối lộ, trốn thuế. Theo tài liệu điều tra, năm 2007, sau khi kết hôn với Nguyễn Thị Ngọc Anh sinh năm 1979, Trương Xuân Đức sinh năm 1971, trú tại phường Đăng Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng và vợ quản lý điều hành công ty cổ phần Khánh Dung hoạt động mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng Ngọc Anh có vai trò là kế toán trưởng của công ty và được Đức giao nhiệm vụ quản lý bộ phận kế toán, kê khai báo cáo thuế, hợp thức hóa hồ sơ và làm các thủ tục thành lập các công ty. Từ năm 2014 đến năm 2021, vợ chồng Đức đã sử dụng căn cước công dân của cả hai và chứng minh nhân dân căn cước công dân của các cá nhân là người thân, người quen, bạn bè hoặc nhân viên làm thuê để thành lập thêm các công ty hoạt động mua bán trái phép hóa đơn cũng theo hồ sơ điều tra cho thấy từ tháng 3 năm 2013 đến tháng 5 năm 2022. Vợ chồng Trương Xuân Đức và Nguyễn Thị Ngọc Anh đã thành lập quản lý điều hành 26 công ty để mua bán trái phép hóa đơn nhằm kiếm lời. Kết quả điều tra xác định số lượng hóa đơn Đức và Ngọc Anh mua bán trái phép là 15.674 hóa đơn, thu lợi bất chính hơn 41 tỷ đồng. Khoảng tháng 10 năm 2022, vợ chồng Đức biết tin Trương Văn Nam là cháu của Trương Xuân Đức bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Quảng Ninh bắt, khám xét liên quan đến hành vi mua bán trái phép hóa đơn, đồng thời cũng điều tra xác minh về công ty của Đức và Ngọc Anh quản lý điều hành. Lo sợ bị xử lý liên quan đến hoạt động mua bán trái phép hóa đơn, Đức đã bỏ trốn và chỉ đạo Ngọc Anh đến gặp Đỗ Hữu Ca, cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng, đã nghỉ hưu là người có mối quan hệ thân thiết với Đức để nhờ chạy tội. Sau đó Ngọc Anh đến nhà đỗ hữu ca tại xã Canh Giang, Thủy Nguyên, Hải Phòng, thông báo việc Trương Văn Nam bị bắt và Công an tỉnh Quảng Ninh đang thu thập hồ sơ liên quan đến công ty Thái Bình Dương mà Đức và Ngọc Anh quản lý, điều hành, hoạt động mua bán trái phép hóa đơn. Ngọc Anh nhờ ông ca tìm hiểu tác động trại án cho Đức không bị Công an Quảng Ninh xử lý hình sự về hoạt động mua bán trái phép hóa đơn. Mọi chi phí Đức và Ngọc Anh sẽ chuẩn bị theo yêu cầu của ông ca. Qua trao đổi, được biết doanh số bán ra của công ty Thái Bình Dương là khoảng 200 tỷ đồng. Mặc dù không làm việc gì để lo chạy tội cho Đức, song ông Đỗ Hữu Ca vẫn bảo Ngọc Anh và Đức phải chuẩn bị số tiền là 10% doanh thu bán ra của công ty Thái Bình Dương, tương đương 20 tỷ đồng, và một số tiền tiêu cực phí khác để lo chạy tội. Ngọc Anh đã thông báo cho Đức về số tiền cần phải chuẩn bị và trong khoảng thời gian từ cuối tháng 10 năm 2022 đến khoảng tháng 12 năm 2022, Đức và Ngọc Anh đã bốn lần đến gặp và đưa tổng cộng 35 tỷ đồng cho ông Đỗ Hữu Ca tại nhà ở xã Kinh Giang. Lần đầu vào tháng 10 năm 2022, Đức rút 8 tỷ đồng từ tài khoản cá nhân và vay của bạn 2 tỷ đồng. Sau đó Đức cầm 10 tỷ đồng đựng trong hai túi du lịch tối màu đi taxi về thành phố Thái Bình gặp bạn nhờ chuyển cho Ngọc Anh rồi thông báo cho Ngọc Anh biết. Ngọc Anh nhận hai túi du lịch đựng tiền cầm đến phòng khách nhà ông Đỗ Hữu Ca. Khi gặp, Ngọc Anh nói chỉ chuẩn bị được 10 tỷ đồng, nhờ ông Ca giúp chạy tội cho Đức và được ông Ca đồng ý. Sau đó Ngọc Anh để lại tiền và ra về. Lần thứ hai sau đó khoảng một tuần, sau khi đã nhiều lần qua hỏi cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng về việc lo chạy án, nhưng ông ca trả lời chưa thấy thông tin gì từ phía cơ quan điều tra công an tỉnh Quảng Ninh nên Đức lo lắng, về nhà lấy tiếp 5 tỷ đồng rồi nhờ người chờ đến nhà ông Đỗ Hữu Ca. Khi đến nơi, người này chờ ở ngoài, còn Đức mang tiền để vào trong phòng ngủ tầng 1 nhà của ông Đỗ Hữu Ca, rồi Đức nói chuyện về việc đưa thêm số tiền 5 tỷ đồng, tiếp tục nhờ giúp chạy án và được ông Ca đồng ý. Lần thứ ba vào tháng 11 năm 2022, thời điểm này mặc dù đã đưa tiền cho ông Đỗ Hữu Ca hai lần, nhưng cơ quan điều tra vẫn tiếp tục thu thập hồ sơ liên quan đến các công ty của Đức và Ngọc Anh tại cơ quan thuế nên Đức và Ngọc Anh quyết định đưa thêm 15 tỷ đồng cho ông Đỗ Hữu Ca để lo chạy tội. Đức nhờ một giám đốc ngân hàng trên đường Lê Hồng Phong thành phố Hải Phòng rút 14,970 tỷ đồng từ tài khoản thấu chi của Đức, sau đó Đức thêm vào 30 triệu đồng cho vào hai bao vải loại bao đựng tiền của ngân hàng rồi thông báo Ngọc Anh đến nhận tiền. Theo yêu cầu của Đức, giám đốc ngân hàng trên chỉ đạo lái xe của ngân hàng lái ô tô chở Ngọc Anh đến nhà ông Đỗ Hữu Ca. Tài xế này còn giúp Ngọc Anh xách hai bao tiền để vào trong phòng khách nhà ông ca, sau đó đi về. Còn Ngọc Anh ở lại nói cho ông ca về việc mang 15 tỷ đồng đến và đưa cho ông ca xem bản chụp tờ công văn của Cơ quan An ninh Điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh thu thập hồ sơ liên quan đến các công ty của Trương Xuân Đức tại cơ quan thuế để ông ca lo chạy tội cho đúng. Ông ca bảo Ngọc Anh cứ đi về để ông ca lo việc này. Lần thứ tư là vào tháng 12 năm 2022, thời điểm ngay sau khi cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận hồ sơ liên quan đến các công ty của Trương Xuân Đức và Nguyễn Thị Ngọc Anh tại cơ quan thuế. Đức lo lắng vì thấy việc chạy án chưa có kết quả nên chỉ đạo Ngọc Anh tiếp tục mang thêm 5 tỷ đồng đến đưa cho ông Đỗ Hữu Ca để nhờ chạy tội. Lần này Đức tiếp tục liên lạc với giám đốc ngân hàng trên đường Lê Hồng Phong nhờ rút 5 tỷ đồng trong tài khoản thấu chi của Trương Xuân Đức cho vào bao đựng tiền của ngân hàng, sau đó lái xe chở Ngọc Anh cùng bao đựng tiền đến nhà ông ca. Khi gặp, Ngọc Anh nói đưa thêm 5 tỷ đồng nhờ ông ca chạy tội giúp Đức vì tình hình quá nguy cấp. Sau khi nghe Ngọc Anh cho biết Đức vẫn đang lẩn trốn, ông ca bảo Ngọc Anh cho mình gặp Đức để nói chuyện. Qua điện thoại của Ngọc Anh, ông ca đã nói chuyện với Đức bảo Đức về gặp mình. Ngày hôm sau, Đức và Ngọc Anh đến nhà gặp cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng. Tại đây, vợ chồng Đức hỏi về kết quả chạy án, nhưng ông ca vẫn nói chưa nắm bắt được thông tin gì từ phía công an Quảng Ninh. Và báo Đức về nhà ông ca ở một thời gian để tiện trao đổi công việc, nhưng Đức từ chối. Ngoài ra, trong quá trình đưa tiền nhờ ông Đỗ Hữu Ca chạy tội, Đức báo con trai nhiều lần đến gặp ông Ca tại nhà riêng ở xã Canh Giang để hỏi về việc của Đức. Nhưng tất cả các lần đến gặp, ông Ca đều trả lời là đang lo việc cho Đức, cứ bình tĩnh, yên tâm sau 4 lần đưa tiền chạy tội nhưng vẫn không có kết quả phản hồi vì quá lo lắng nên đến gần trước Tết Nguyên đán năm 2023, Đức cùng Ngọc Anh đến nhà ông ca tại xã Kênh Giang để hỏi kết quả chạy án. Tại đây, ông ca nói đã lo xong việc ở công an Hải Phòng, còn ở công an Quảng Ninh, ông ca đã nhờ người có mối quan hệ rộng trong lực lượng công an lo xong việc. Nếu cần, ông ca sẽ bố trí cho sang Quảng Ninh gặp người này, đồng thời bảo Đức yên tâm về nhà ăn Tết không phải lo lắng. Vì nể nang ông Đỗ Hữu Ca nên Đức và Ngọc Anh không sang Quảng Ninh gặp người đàn ông này, đồng thời tin tưởng ông Ca lo chạy án xong. Đức không bỏ trốn nữa mà quay về Hải Phòng ăn Tết, sinh hoạt bình thường cùng gia đình. Đến ngày 3 tháng 2 năm 2023, Trương Xuân Đức bị Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn Ngọc Anh sau đó đã một mình đến nhà ông Đỗ Hữu Ca hỏi về việc đã lo chạy tội cho Đức rồi mà Đức vẫn bị bắt và xin lại số tiền 35 tỷ đồng đã đưa, nhưng ông Đỗ Hữu Ca không trả lại tiền, còn mắng và đuổi Ngọc Anh về. Ngày 7 tháng 2 năm 2023, Ngọc Anh bị cơ quan điều tra bắt giữ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ, thu nộp ngân sách nhà nước. Ngày 18 tháng 2 năm 2023, ông Đỗ Hữu Ca bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố, bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, ngày 22 tháng 2 năm 2023, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can ra lệnh tạm giam ông Đỗ Hữu Ca về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 174 Bộ Luật Hình sự. Tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ ngày 3 tháng 3 năm 2023, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, qua chứng từ tài liệu thu thập được, Cơ quan An ninh Điều tra của Công an tỉnh Quảng Ninh đã xác định hành vi của ông Đỗ Hữu Ca đủ yếu tố cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ Luật Hình sự. Trong quá trình bị xét hỏi, ông Ca tỏ ra hợp tác với cơ quan điều tra. Ông Ca khai đã nhận tiền của doanh nhân nhưng không hoặc chưa tác động đến cá nhân cơ quan chức năng nào để chạy án. Ông Ca đã nộp lại toàn bộ số tiền 35 tỷ đồng mà doanh nhân đã đưa cho cơ quan điều tra. Ông Tô Ân Sô thông tin.